Rồi Vũ Linh xin kính chào toàn thể anh em và bà con đã quay trở về với kênh của Vũ Linh ha. Đó, hôm nay 18 tây tháng 1, nay em lên lô được 13 con nha anh em. Lên 13 con ha. Đó, 11 con cần mới cần và hai em đeo lưng. Trong đó là có Sindewa 270, Mitsubishi TB, Magu 26 tôm gầy. Đó, con Mitsubishi đẹp. À, Mitsu tên là 261 ba lô, có Mitsu 40 ly trợ lực tôm ghề chiếu quanh rồi luôn. À, vàng trên thì vàng trung bình ha, giá tầm trung bình cho anh em. À, rồi địa chỉ của em là nằm ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nha anh em. Đó, cách chợ ngã tư khoảng 100m hướng ra Trung An Thốt Nốt ha. Rồi anh em xem mà ưng con nào, thích con nào thì liên hệ với em là 0972 949 527 hoặc là kết bạn Zalo số đó, hoặc là anh em để lại giùm em cái số thứ tự và cái số điện thoại ha. Ví dụ như con B9 này là anh em để giùm chốt B9 cộng số điện thoại. Nhưng anh em lưu ý là có người gọi đến thì anh em nhớ đúng cái số điện thoại của em là 0972 949 527 anh em hả? Hả chốt máy nha, còn nhiều khi lừa đảo nó dụ anh em đó, nó giao con máy nguyên cùng như cục gạch gì cho anh em đó ha. Rồi hàng đến nơi anh em kiểm tra được quyền khui ra kiểm tra là đúng hàng như video đó, như video thì anh em nhận hàng trả tiền ha. Đó, và được tặng kèm theo như những món sau đây cũng như mỗi bữa là một cái dây đeo, một cái lưỡi dài. Đó, một cái tiếp mở mugi, một đầu mở mugi, còn đầu này là đầu 13 có thể dặn được đầu dao nha anh em. Đó, và một cái ổ bát cước. Đó, rồi tặng kèm theo cho anh em là một chai nhớt, là chương trình này là từ đây đến Tết nha anh, bởi vì anh em nhanh tay mà hốt hàng đi lễ được cái chương trình này ha. Một chai nhớt hai thì, anh em lưu ý là xăng pha nhớt thì anh em pha giùm em là nhớt hai thì nha. Đó, nha, pha nhớt 4 thì, chạy chừng 15 phút là banh cái máy tiêu, là không em không có chịu trách nhiệm được nha. Đó, nhớ giùm em là nhớt hai thì. Đó, đây thường là trong chai nhớt là nó có xe để ha. Đó, động cơ vô chơi hai thì đó, hoặc là anh em lấy một cái bơm đuôi. Đó, không lấy nhớt thì lấy bơm đuôi, cái này là một trong hai anh em. Còn anh em không cần hai món này nữa thì trừ lại trực tiếp cho anh em 100.000. Đó, trừ lại một trực tiếp 100.000 ha. Đó, cái tỷ lệ pha đó là thì anh em pha giùm em là 1 lít. Đó, 1 lít xăng trên 40 xe nhớt. Đó, hoặc là nhiều hơn tí xíu, 45-50 gì cũng được, là 50 đổ về thôi là ổn nha anh em, là ok. 50 đổ về, 40 đổ lên là chuẩn. Rồi, hôm nay là em lên lô này là chữ B ha, chữ B ha. Đó, anh em vô xem clip thì cho em xin một lần đăng ký đi. Đó, gõ vô cái chuông thông báo đó, bấm vô tất cả đi, cho mỗi khi em lên video nó hẹn gì cho anh em, cho anh em săn sưu tầm như những con đẹp đẹp gì nè. Đó, cái dòng những con dòng đẹp là những con ở dưới này là dòng ổn định không ạ. À, nói chung là toàn là cái lô này là ổn định cao không nha anh em, nó không có trục chặt bẫy đâu, tại vì nó xài chế đời mới, điện đời mới không ạ. À, này có con Sindewa sọt 270 nè. Sindewa này nhiều anh em phải gọi là săn lùng, rất phải gọi là săn lùng những em này đó. Cái hộp áo mới chát. Đây là Mitsu nha. Magu cơ Mitsu rồi đó, Gubin, con Gubin trên đó nó cũng đẹp. Quá trời đẹp luôn kìa. Rồi vô giới thiệu chi tiết từng con cho anh em xem ha. Đó, con đầu tiên là con B1 là con Makita. Makita Men 201 nha anh em. 201 là dòng này dòng đẹp hợi luôn. Đó, này đồng 30 ly, 20cc ha, giá 1.2 triệu. Đó, bao ship tặng kèm 4 món cho anh em, với một chai nhớt nó là 5 món, không lấy thì trừ lại còn 1.1 triệu. Đó, con này sở hữu cho nó là chế quanh rồ luôn nè. Chế quanh rồ tay đỏ mà nó gãy cái tay anh em, cái này là nó gãy cái chỗ mình bật lên bật xuống thôi. Đó, nhưng mà mình nắm vô đây mình bật cũng còn được nè. Đó, nhưng mà nó khó khăn quá thì em đã cho nó một cái le gề ha. Nó le dấu gề cho nên anh em dễ sử dụng. Đó, con này nó bị bể trên đây chút xíu anh em, nói chung không ảnh hưởng gì hết. Đó, nòng 30 ly 20cc. Đó, điện thằng này anh em hư hỏng điện Trung Quốc đưa vô được luôn nha. Đó, công tắc nằm đây. Đó, dòng Makita này thì quá vip rồi, chạy thì nói chung là ổn định cực kỳ cao luôn.
Đó tùy nó nhỏ thì nó rẻ thôi, ốc tán còn 7 màu luôn nha anh em. Em thấy không? Cái này nó bể, nó nứt tí xíu rồi nha anh em. Nó nứt chứ không phải bể nha. Đó, như trên video thì em nói luôn cái này không ảnh hưởng gì đâu. Nó chỉ nứt tí xíu thôi chứ không ảnh hưởng gì hết. Đó, thấy không? Máy móc đẹp. Đầu bộ zin. Nhưng gõ zin ha. Cần tem tiết đồ zin hết à. Thấy không? Đó. Đây, hai tay cầm luôn nha anh em. Ốc chỗ này còn đẹp luôn. Ga giữ ha, anh em nào không thích ga giữ thì em đổi cho ga bóp mới miễn phí không thêm tiền nha. Đó ví dụ như con này hai tay anh em mà muốn đổi lên một tay cho nó gọn thì em đổi được luôn nha, đó là không có thêm tiền gì hết. Đó, rồi, nổ đi em. Rồi. Rồi anh em nào mà xài gia đình vườn nhà xài phát ít ít đó, lâu lâu năm 10 bữa nửa tháng nó lôi ra phát lần á là lụm con này ok. Đó con này thì anh em phát dao thôi. Đó phát dao thôi chứ đừng phát cước. Phát cước thì nó rất là yếu nha anh em. Phải gọi là nó chạy cũng không nổi luôn đó. Đó phát dao phát quanh nhà đồ ha. Đó bơm nước đồ tầm 5-10 mét đồ đó, bơm ngâm giống hay là bơm tưới rau được mình trồng quanh nhà thì con này quá ok. Đó, quá vip gọn nhẹ, tiết kiệm xăng, nhạy nổ, ổn định cao. Đó, giá 2 triệu. Rồi, tiếp theo là B2. B2 cái dòng này phải nói là cái dòng phải gọi là siêu hệ. Đó là cái dòng này là được rất là nhiều bác ở ngoài vùng ngoài thì gọi là miền Bắc đấy ha, rất là ưa chuộng cái dòng này. Là nó gọn, nó nhẹ, nó dễ nổ, nó tiết kiệm xăng mà nó khỏe. Đó, cái dòng này nó hay cực kỳ luôn. Con này là con Tanaka. Đó, nòng 32 ly 23cc. Chế quanh rồ tay đỏ là cực kỳ nhạy nổ nè. Điện thì điện giống điện Trung Quốc luôn. Ví dụ sau này hư anh em mua điện Trung Quốc gắn vô cũng được luôn ha. Cái dòng này là bán, em bán là ra cho các mấy bác ngoài Bắc là rất là nhiều. Đó, cái dòng này là cực kỳ đã luôn. Đó, thường thường mấy lão đó sáng sớm sớm đó, ngồi nhâm nhi một cốc trà hay có một cốc cà phê đó giới thiệu với nhau nói thời ơi, ta mua máy của Du Linh nó đưa con này nó chạy nó ngon quá trời nó ngon mày ơi, nó tiết kiệm xăng, nó không có hao xăng mà với lại nó dễ nổ mà nó nhẹ mà chạy phát hơi rồi luôn, chạy không bựa máy luôn đó. Nói chung là con này chặt dao thì rất là ok nha anh em. Đó còn chạy cước chạy được nhưng mà nó hơi yếu đó, vậy thôi. Rồi thằng này thì tôm nhựa nha, tôm nhựa tôm liền, ốc ác còn đẹp luôn, còn 7 màu luôn, giá có 1.4 triệu rồi. Đó Tanaka. Đó đầu bò zin chắc có zin cho anh em luôn nha. Đó cần zin hai tay lái luôn. Đó, nói chung là zin hết, không có lô cái món gì hết nha anh em. Rồi nổ đi em. Thấy không, anh em nghe tiếng gam tì không? Dặn lớn lớn lên, dặn đâu phải gam ti mà để mà nghe nó chạy tạch tạch tối ngày đâu, mà dặn chi nhỏ. Giật máy lên là lên ga nổ rồi. Đó, cái nữa là nói chung là rất là dễ nổ anh em, cái dòng này chạy cực kỳ. Công tắc zin nằm đây luôn ha. Rồi, một em Tanaka màu đỏ, quá đẹp. Hai con này có mã code đây nha anh em. Đó, nói chung anh em về khui hàng ra đúng hàng, đúng máy thì nhận hàng trả tiền. Đó, rất là đơn giản. Rồi, B2, 32 ly, 23cc, giá 1.4 triệu nha anh em. Rồi, tiếp theo B3, B4 luôn đi. Đó, B3, B4 là hai em Gobin. Hai em Gobin nha anh em. Ở cặp này là 34 ly 25cc nha anh em. Đó một con đẹp và một con, nói chung con này không phải xấu đâu nha, do nó dơ thôi chứ nó không có xấu. Đó con này là 25, con này là 0251, là con này hệ nha anh em, đề cao có chụp việc trợ lực, chế là tự động. Còn con này là chế kéo le ha, cũng là chế quanh rồ. Còn con này là chế ga ngang nhưng mà không phải quanh rồ nha anh em. Đó con này sau này anh em không chế lắp chế 260 vô được luôn nha.
đó, nồng 34 ly và 25cc hết. Con này thì chụp giật thường và con này thì chụp giật trợ lực đó. Nói chung là đồ đạc nó y nhau hết, nồng bọng dên déo rồi này kia là nó y gan nhau hết, nó chỉ là khác cái vỏ bề ngoài thôi đó. Tum nhựa tum liền hết nha anh em. B3 và B4, con B4 thì nó đẹp hơn, nó sáng hơn rất là nhiều ha. Đó, con này chiêu 4, con này chiêu 7. Đó, anh em nào không thích, không để vẻ bề ngoài ra thì lụm con này thì nó rẻ hơn. Đó, còn anh em nào muốn cái máy sáng sủa, muốn về pha hàng sớm, muốn nhẹ giật, muốn dễ nổ thì lấy con B4. Đó, rồi. Đầu bò zin, chẳng có zin hết nha anh em. Đó, cần zin hết à. Thấy không? Cần zin, tem zin hết. Đó. Rồi, nổ đi em ơi. Sáng chân luôn nha anh em. Đó, thấy không? Giờ còn sáng chân luôn, chứng tỏ là nó xài không được bao nhiêu lần hết. Đó, quá đẹp, quá vip luôn. Rồi, con này giá chiêu 4, con này giá chiêu 7 nha anh em. Robin 34 ly 25cc hết. Đó, tay ga, tay lái đầu zin hết nha. Rồi, tiếp theo là B5 là một em Sindewa sọt ha. Con này 240. Con này 33 ly 24cc nha. Đó, chế quanh rồ hai kim nha anh em, chế quanh rồ hai kim, chụp giật có trợ lực nhỏ nha, có trợ lực nhỏ nè. Đó, con này là nòng 33 ly 24cc, chế quanh rồ hai kim, chụp lực giật trợ lực nhỏ, tum nhôm. Đó, tum nhôm ha. Và hiện tại con này là đang xài một tay. Đó, một tay lái, anh em không thích thì em đổi sang hai tay như mấy thằng bên đây. Đó, ví dụ mấy thằng bên đây anh em không thích thì anh em xuống một tay là vẫn được luôn. Đó nha. Đó. Đầu bò zin, cái cỏ thì chưa có nên em gắp mới chưa. Đó, xin đi qua 240, cái dòng xin đi qua thì rất là nhiều clip em nói về nó rồi, nó chạy ổn định cực kỳ cao nha anh em. Độ ổn định cực kỳ cao, máy móc bền. Đó, nhạy nổ. Với lại là nó 24cc nhưng mà nó chạy rất là khỏe. Con này thì anh em tập cước rất là ok luôn, không có ảnh hưởng gì hết. Nó chạy máy móc rất là bốc, rất là khỏe. Đó, rồi nó có sách mất cái trứng nổ anh em mới tin. Đó, giật nổ đi em. Nghe lại. Đó, chụp giật có chơi lực nhỏ luôn anh em. Nói chung là có chơi lực là nắm thẳng dây lên là nổ thôi, chứ không có dùng cái lực. Đó. Nắm thẳng dây lên là nổ. Rồi, B5 33 ly 24cc, giá triệu 6 nha nè, giá triệu 6. Rồi, tiếp theo B6. Đó, B7. B8 luôn, bà con luôn. Đó. Ba anh này là ba anh Genoax Komatsu ha. Đó, con này cái áo nó làm màu vàng anh em, nhưng mà mấy thằng Nhật nó bị gì đâu mà nó sơn lên màu đỏ, bởi vì nó như chó đốm người ta luôn. Đó, con này thì chế quanh rồ hai kim nha, chế quanh rồ hai kim, chế này chế đầy cao nha anh em. Đó, còn hai anh này là chế bích tông ga kéo. Con này 27cc, con này 26cc, nhưng mà thấy nó gan nhau mà chứ nó có khác gì đâu. Đó, con này nó cũng có kim chỉnh gió nha. Đó, anh em thấy kim màu vàng ở dưới không? Đó là kim chỉnh gió nha anh em, còn kim trắng là kim ốc gan tì ha. Đó. Rồi, cái thằng này thì tum liền anh em, tum nhựa tum liền, còn hai thằng kia là tum gầy. Nói chung là nó gan nhau đó. Em giới thiệu một lượt cho nó xong. Đó, thằng này là nó để là Ruby, nhưng mà nó là thuộc dòng Komatsu nha. Đó, thuộc dòng Komatsu. Đó, cái chụp giật của nó là em đổi cái vỏ ngoài nè. Cái vỏ này nè, em đổi của thằng Komatsu vô, cái vỏ của nó bị bể, bởi vì em đổi vỏ Komatsu ha. Đó, nói chung nó gan hả, lắp qua lắp lại thì gan hết. Anh em lấy chụp giật này đưa qua đây cũng được luôn. Đó, đồ đạc nó giống nhau.
Còn hai anh này là tôm nhôm, tôm gầy. Đó, thấy không? Thằng này thì nó đẹp hơn nghe, thằng này bình xăng zin nha anh em. Đó, thằng B8 này bình xăng zin nha. Đó, nó mắc hơn. Đó, nó zin, phải nói là zin tới cộng dây xăng luôn nè. Nó zin tới cộng dây xăng luôn ha. Đó, bình xăng zin là nó có thùng như thế này nha anh em. Đó, nó có thùng nhựa đen ha. Còn cái bình xăng mới là không có đâu. Đó, cái nào zin nó zin thì cái nào lô nó lô. Đó, máy móc sáng trưng, bô còn chẳng sáng luôn ha. Đó, BC cơm 26. Đó, còn con này 27. Đó, nói chung thì em thấy máy móc nó như nhau thôi. Đó, anh nào thích dòng Komatsu thì lụm ba em này. Đó, tổng quan ha. Đó, đầu bò thì lúc nào cũng zin hết nha anh em. Còn con B6 là chưa có gan cỏ nên em gáp cho cái mới. Đó, zin hết. Anh em nào mà muốn ít hao xăng thì lụm thằng này. Còn anh em nào mà muốn đấu bình xịt, muốn máy chạy bốc, đó thì lụm hai anh này ha. Thằng này thì nó tiết kiệm xăng hơn. Đó, nhưng mà cái độ khỏe thì em thấy nó cũng đương đương như nhau thôi. Đó, nó cũng chạy nó cũng như nhau à. Đó, còn anh em nào thích đẹp thì lụm thằng này. Đẹp VIP xài độ bền nó cao thì lụm thằng này. Còn anh em nào muốn tầm trung thôi, vừa vừa thôi, nói chung á. Nói chung á là zin hết, tại vì á cái máy á nó cái màu nó xấu, bởi vì em bán rẻ lại. Còn thằng nào mà đẹp, thằng nào ít xài thì giá nó phải cao lên hết anh em. Nó cái nào cũng phải vậy thôi. Đó, anh em đi ra chợ anh em mua đồ cũ thì nó rẻ, đồ mới thì nó mắc, nó vậy đó. Đó. Rồi, nổ trước em ơi. Em chờ trong giây lát ha, xả gió rồi tí xíu ha. Thôi em chạy nóng máy bởi vì nguội là nó lên nó hơi ồn. Nói chung á thì máy thử trên đây là thử ở sợ ở ngoài làm ở ngoài xong thử đây rồi xong rồi chừng nào em cho đi em còn gáp cái lử với em còn chạy thử cho anh em xem cái nữa nha. Rồi anh em khỏi lo gì cái phần đó. Đó, gáp lử vô chạy cái độ nặng của cái máy mới biết rồi mới canh chỉnh gió lại cái nữa. Đó, rồi, B7. Rồi, B6, B7, B8 ha anh em. Con này 2 triệu, con này 2 triệu, con này 2 triệu 3. Đó. Rồi, anh em nào mà sợ mà máy mà sau này hư hỏng không có đồ thay á thì lấy ba dòng ba thằng này. Đó là anh em bất kỳ anh em hư cái món gì, hư cái chỗ nào là đồ mới nó có hết. Đó, nó rất là thông dụng. Đồ mới là nó nhái theo thằng này là có hết nha anh em. Nhưng mà con này là mấy con này là em bao zin hết nha. Zin hết, không có cái gì lô hết nha anh em, là zin cho anh em hết. Đó, con này thì nó còn đẹp hơn nè. Cái áo nó hơi nám tí xíu nhưng mà cái bộ hơi nó nè anh em nhìn nè. Nó trắng. Cái bình xăng dưới nè anh em nhìn cũng hiểu rồi, làm như nó chưa châm xăng luôn hay sao á. Cái bô còn trắng sáng luôn ha. B6, B7, B8 nha anh em. Đó, anh em thích con nào thì cứ điện liên hệ với em hoặc là để số điện thoại dưới phần bình luận. Đó, em sẽ gọi lại. Rồi, tiếp theo là em B9 là em Maruyama. Đó, Maru này là 260. Maru này là đầu vuông. Nó chạy nó lật hơn đầu tròn anh em. Đó, nó chạy nó lật hơn đầu tròn ha. Đó, nòng 34 ly 26cc. Đó, bộ chế này là bộ chế đề cao anh em.
đó, bộ chế này anh em mà khởi động thì anh em cũng bóp cái vú ở dưới xe đây ha, và anh em nhắn vô chỗ này giùm em hai cái hoặc là ba cái rồi anh em giật nổ là nó sẽ nổ ha. Còn anh em không giật là nó anh em không nhắn là nó không nổ luôn nha. Cái này nó cũng như cái le gió vậy đó anh em, nhưng mà mình nhắn cái này là xăng nó vô cái cổ xăng và nó rút vô bộ hơi là nó nổ ha. Đó, bộ chế đời mới đời cao đó, tum nhôm tum rời nha anh em. Nói chung máy móc con này rất là đẹp nha, anh em nào mà lụm con này là khỏi chê. Đó, khỏi chê luôn, máy móc đẹp sáng sủa bếp. Đó, lóc có đóng mắt in da băng cho mình luôn đó. À, nó nằm ở trong đó đó nghe anh em, nó hơi mờ nhưng mà lóc lát rồi còn sáng luôn ha. Đó, mình sang dưới còn đẹp luôn, nó tum nhôm nhưng mà chưa có chóc miếng nào cho nghe anh em, chưa chóc ha. Nói chung đít đát đít được chưa có ghẻ đó. Đó, tay ga giữ nha, công tắc nằm ở trên đây nghe nè, đỏ từ A tới Z luôn ha. Đó, mà nguồn 260 đó, đầu bò zin chắn cỏ zin, cái đầu bò này không nó đẹp, phải nói nó đẹp cực kỳ luôn, đầu bò zin nha, không có lô luôn nha, nó bao đẹp cho anh em luôn. Đó, bao đẹp cho anh em luôn ha. Đó, chỗ này nó cái tem là 15 năm rồi đó em ơi. Anh em mua về xài chừng nào mà hư đó trời. Hơi ốc ốc luôn. Rồi tới đây. Rồi B9 nha anh em, Maruyama ha, tum gời. Đó, chế quanh rồ tay, chế quanh rồ đời mới, đời cao, giá 2,2 triệu luôn. Rồi tiếp theo là B10 là một em Mitsubishi TB. Đó, cái dòng này thì lên bao nhiêu con thì anh em lụm hết bấy nhiêu con, là nhiều khi chưa lên nên anh điện đặt hàng trước nữa. Đó, cái dòng này là dòng này đề cao đó, nhưng mà giá thành thì nó lại rẻ hơn tên là 261 ha, nhưng mà nó được cái là 34 ly đó, còn tên là 261 thì nó có 33 ly thôi đó. Chụp giật nó có chơi lực nhỏ anh em, sử dụng là chế quanh rồi hai kim luôn đó, tum thì tum nhôm đó, tum nhôm nha anh em. Ở Mitsubishi TB ha. Đó, cái tem nó nằm bên đây và mã code nó nằm đây ha anh em xem ha. Đó. Và lốc nó có đóng da băng luôn nha anh em. Lốc nó đóng da băng trong đây là khó soi quá. Nói chung có da băng trong đây nè anh em khỏi lo ha. Đây dòng Mitsubishi đó. Đó, tum nhôm tum gầy. Đó. Tum nhôm tum lì, mới xin lỗi anh em. Đó, con này nó có cái cản dưới này cũng đẹp quá ta. Đó. Và con này em chưa gắn dây ga ha, với lại chưa gắn tay ha. Anh em nào thích ga giữ ga bóp gì thì báo nha, còn không nếu như mà không báo thì em gắn mặc định là ga giữ nha anh em. Đó, mặc định là ga giữ. Đó, đầu bò zin luôn ha, chắn cỏ thì chưa có nên em gấp mới chưa. Đó, tặng tem tiết đồ ha, zin hết. Rồi, nổ em. Rồi B10 2,2 triệu luôn anh em. Rồi tiếp theo B11 là em chân dài nè. Đó, chân dài ha, Cinderwang anh em, 270 ha, nòng 34 ly, 27cc, tum nhôm. Đó, con này là xài bộ chế là bít tông ga kéo ra nhưng mà dữ bơm dữ luôn nha anh em. Đó, dữ bơm dữ luôn ha. Đó, nhưng mà nó có kim chỉnh gió rồi nha anh em, nó cũng như là mấy thằng Komatsu bên đây vậy ha. Nó cũng có kim chỉnh gió rồi cho mình nè. Đó. Chụp giật con này thì có chơi lực luôn ha, chơi lực nhỏ. Đó, nói chung máy móc con này thì còn rất là đẹp nha anh em. Rất là đẹp luôn. Đó. Thấy không? Cực kỳ đẹp luôn nha.
Nó mua biết thì còn rất là đẹp luôn ha, nó mới chỉ là xét xét nhẹ nhẹ thôi. Đó, xin đi qua. Đó, để tắt cái đèn cái. Đó, xin đi qua 270 anh em. Đó, mới móc đẹp zin. Đó, da và công tắc ở trên tay lái ha. Da giữ, đó, đầu bò zin. Xin đi qua. Này là cái gì đây? Dốt tiếng Anh mà gặp cái này nữa. Rồi, nổ em ơi. Là nhạy nổ anh em, chụp việc trên lực đó mình chỉ cần nắm lên là nổ thôi chứ không bao giờ dùng tới sức. Đúng là hàng VIP của khác rồi. 2.3 anh em, anh em nào thì biết thì thích thì chốt lẹ đi ha, nhắc máy gọi chốt lẹ đi. Đó đấy, không thôi là nó tiêu đó. Rồi tiếp theo bay 12 là một em đeo lưng ha, Mitsu tên là 261 anh em. Chụp việc trợ lực chế quanh rồi hai kim tay đổi tự động tum nhôm tum ghê đó. Đó con này thì rất là đẹp luôn nha, anh em nào mà muốn về gáp xịt thuốc hay là chế cháo gì đó thì lấy thằng này tum ghê thì nó rất là đã ha. Cái dòng này thì khỏi nói nhiều, ai cũng biết hết rồi. Đó, đóng da bằng ha. Nói chung là máy móc đầu zin hết anh em, không có thay lô gì hết ha. Đó, hình như là lô hôm nay là không có chỗ nào mà thay lô zin hết trơn luôn. Đó, cái nào lô thì em sẽ nói lô liền ha. Đó, bô biết rồi còn sáng trưng, áo bọng rồi thì còn rất là đẹp luôn nha. Đó, rất là đẹp. Đó, thấy không? Đó, cái miếng sau lưng này nó cũng đẹp luôn nè. Đó, con này thì hiện tại thì nó chưa có cái dây đeo thì em sẽ gắp dây zin vô cho anh em luôn ha. Tem nhật đồ tùm lum hết, có trợ lực nha anh em. Đó, trợ lực ha, hai giới thiệu luôn đó. Đó. Đây, cần ở đây, cần màu hồng luôn. Đó, đầu bò zin ha. Đó. Con này, đây con này đề cao luôn, sinh năm 2004. Đó, anh em thấy không? 2004 này là cái năm sản xuất của nó nghe anh em. Đó, dạ ha, công tắc đây. Rồi, nổ đi em. Xăng không ạ? Con này cái bô nó quay ra sao anh em, nó khi mà anh em quải lên thì cái máy nó sẽ nằm như vậy đó, và anh em đưa cái lưng mình vô đây và cây cần anh em đây đưa lên trước này ha. Đó, con này giá 2.5 anh em. Đó, giá 2.5 ha. Mitsubishi tên là 261 33 ly 26cc, máy zin hết, bao zin cho anh em 100%, máy móc chưa bung chưa biết gì hết nha. Đó, cái này thì nói chung thì anh em mua hàng nhiều không có chỗ uy tín thì nó làm lại một con máy nó bán cho anh em ha, là nó thay cái bộ hơi lô vô đó thì chạy máy hồi đó, máy thì zin hết, máy nhật mà thay bộ hơi lô hay là thay xét măng thay bạc vô thì thôi vứt bà nó đi thay làm gì, nó thay đồ lô vô là bảo đảm với anh em luôn, chạy không bao lâu vậy á, là cái bộ xét măng lô nó rất là mau mòn, nó mòn rồi xong rồi nó anh em chạy chừng 5 lít xăng 10 lít xăng nó mòn xong rồi là anh em là nó tụt nước thôi, anh em giật thấy bà luôn đó. Nên nói tới mà thay xét măng thay bạc thay hơi là rồi thôi thua rồi. Tiếp theo B13 là một em Genoa Komatsu L467 nòng 40 ly anh em. Đó, nòng 40 ly
đồng 40 ly nha anh em. Đó, anh em nghe kỹ ha, giá là 3,2 triệu. Đó, chụp giật có trợ lực luôn nha anh em. Trợ lực bự luôn nha. Đó, chụp giật trợ lực nè, chế quanh rồ 2 kim. Đâu rồi? Đây, chế quanh rồ 2 kim. Đó, đây kim nữa nè ha. Nói chung máy móc đẹp zin. Còn trên 90% luôn. Đó anh em thấy không? Anh em nhìn cái lốc đó anh em hiểu nè. Đó, zin. Zin từ A tới Z luôn. Đó. Tum nhôm, tum gầy, nó xài là truyền bộ truyền động là có dây Cugo nghe anh em, dây Cugo nó xài bộ truyền động ha, nó đưa cái cần gì trước. Đó là máy đeo lưng nha. Con này thì cái xốp này thì nó rất là mềm. Đó, như cái nệm luôn. Đó, rất là đã luôn ha anh em. Đó, tem tiết mã số chữ vọng gì nó nằm tựa lưa đây nè. Đó, lóc lái còn sáng hới, bô còn sáng chân. Đó nghe anh em. Genoat Komatsu 40 ly. Đó, lóc anh em thấy không? Quá bếp máy móc thì bao zin cho anh em 100% ha, bao zin hết. Không thay lô, không làm bọng gì cho anh em. Đó, máy móc zin về vệ sinh. Đó, là xúc chỉnh vô chế nổ, phủ lên lớp keo cho nó giữ cái màu zin của nó lại. Nói chung là phải phủ lên một lớp keo anh em là nó mới lên màu, nó có cái màu zin nó lại. Đó là ok chứ không có làm bọng gì nữa hết. Đó ga, công tắc nằm tay ha. Đó và con này là cầm ở chỗ này một tay anh em. Anh em sử dụng thì cầm chỗ này một tay, vừa sử dụng là lên ga luôn. Và một tay ở đây là mình điều khiển là cầm hai tay ha, là hai tay cầm nè. Đó hai cái tay cầm kiểu vậy ha. Đồ bò zin luôn, đồ bò này chưa vệ sinh luôn anh em, còn đắt nhật luôn á. Đó đồ bò này chưa vệ sinh đâu, vệ sinh ra nè anh em thấy không, sáng hới luôn. Đó còn đắt nhật. Đó, mấy anh thợ làm biến quá. Rồi nổ em ơi. Rồi tắt đi. Đó 40 ly mà có trợ lực thì nó giật nó nhe hèo rồi nghe anh em. Đó tắt. Đó, chỉ cần nắm thẳng dây lên là nổ thôi. Em một tay quay là một tay ấy đó, cho nó chạy rồi hả tắt. Đó. Rồi tắt đi. Rồi con này mà anh em về mà đấu lên là phun phăng thổi gió xả lúa gì hết bài. Đó, nói chung là con này là 40 ly. Là hàng VIP, hàng hiếm luôn nha anh em, phải gọi là hàng hiếm luôn đó. Đó, giá 3,2 triệu. Rồi anh em thích thì chốt. Rồi, clip của em đến đây đã hết ha, 30 mấy phút luôn rồi. Đó, anh em thích con nào thì cứ liên hệ em. Rồi, bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em clip sau.